Vốn dĩ trong đám người này, không có ai là đối thủ của cậu ta. Nhưng chỉ vì cứu một cô gái mà cậu ta đã bị đánh trọng thương. Nhân lúc Mộc Ly đang bất tỉnh thì đám người xấu đã nhân cơ hội đánh đội quân của cậu. Ông lão sau khi bị Mộc Ly trêu chọc thì tức nổ cả bong bóng mắt, nhưng cũng không thể làm gì. Tại vì chỉ có Mộc Ly phá giải được trận pháp và đi vào phía trong khu vườn. Lần này lão ta quyết định sẽ đợi ở bên ngoài. Chỉ cần Mộc Ly bước ra thì lão ta sẽ giết chết cậu. Mộc Ly vẫn không chút sợ hãi, nhưng Ký Châu Mục thì đang rất lo lắng về sự an toàn của cậu. Lại một giọng nói vang lên. Tiểu hữu, chỉ cần ngươi bằng lòng đưa cây thần dược ở đây cho cửu thành ta, ta có thể ra tay giúp ngươi. Ngươi muốn giết ai ở đây thì ta sẽ giết thay ngươi. Lão già kia nghe thế thì vội quay người lại. Khẩu khí lớn thật, ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì mà muốn giết ai thì giết. Ông ta không che giấu nữa, thoát xác cái, ông ta liền biến thành một con hổ dũng mãnh. Cái thá gì sao, lão phu đây là hổ thánh Tây Bắc. Mạc Bất Ninh, lão già yêu quái nghe thế thì tỏ ra khó hiểu. Hổ thánh Tây Bắc, 50 năm trước đã bị lão ta hạ độc mà chết. Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây được? Lão hổ lại nhìn vào Mộc Ly, sao hả, đưa ta 9 phần thần dược, ta nói ta sẽ làm được. Mộc Ly lại một lần nữa từ chối ý tốt của hắn ta, cậu nhanh chóng dùng những thảo dược vừa hái được để luyện đan. Triệu Võ Minh lo lắng hỏi, lão sư, bây giờ phải làm sao? Nghe nói hổ thánh Tây Bắc là chí cường võ thánh, ngay cả võ thánh cao cấp cũng không phải đối thủ của hắn. Ký Châu Mục cũng bất lực, đành phải cố hết sức mình thôi. Thấy Mộc Ly sắp ra ngoài, đám người kia định cùng xông lên cướp lấy thần dược. Nhưng thật vô nghĩa, chỉ một nhát kiếm, cả đám đã ngã xuống. Cả lũ chết mà chưa kịp hiểu nguyên nhân. Lúc này cậu đã có thực lực của một võ thánh trung cấp. Trưởng lão Hạo Nhiên cho rằng là do cậu có thần kiếm nên mới có uy lực như thế, chỉ cần giết được cậu ta thì thần dược và thần kiếm sẽ thuộc về bọn chúng. Tên đệ tử của lão ta tự tin xông lên trước để thể hiện. Kinh Châu Mục, ngươi nên kính nể ẩn môn một chút. Vừa nói dứt câu, hắn ta đã bị một trưởng của Mộc Ly đá bay cả trăm mét. Sau đó cậu lại nhanh chóng bóp lấy cổ hắn ta, ấn mạnh xuống đất, tiễn hắn ta về với tổ tiên. Thấy đại đệ tử của mình chết trong tay của Mộc Ly, lão ta cũng xông lên. Hai người giao đấu một lúc thì lão già này nhận ra, bây giờ lão ta đã không còn là đối thủ của Mộc Ly nữa. Đang định bỏ chạy thì Mộc Ly lại dùng chiêu bàn tay vàng chặn đường lão. Trong lúc nguy hiểm, cận kề với cái chết thì may cho lão ta là có một sức mạnh đã ngăn cản pháp lực của Mộc Ly, cứu lão ta một mạng. Thì ra là lão hổ, vì để báo đáp ơn cứu mạng trước đây, nên lần này ông ta quyết không để Mộc Ly làm hại lão ta. Vừa được cứu thoát từ cửa Diêm Vương trở về, lão ta đã nhìn thấy Giai Kỳ. Trong đầu lão ta nhảy số, vội vàng bắt lấy Giai Kỳ làm con tin. Kinh Châu Mục, mau bỏ võ thần kiếm xuống, khoanh tay chịu trói, nếu không ta sẽ giết cô ta. Trước sự đe dọa của lão ta, Mộc Ly không chút đắn đo mà chém mạnh về phía lão. Nhưng cậu lại tiếp tục bị lão hổ ngăn cản. Thanh kiếm của lão hổ cũng đã bị Mộc Ly chém làm đôi. Cậu tức giận hỏi lại, hổ Tây Bắc, ngươi muốn nhúng tay thật à? Lão ta huênh hoang nói, Kinh Châu Mục, đưa tất cả thần dược cho ta, đồng thời tha cho Hạo Nhiên Chính Khí Tông, ta sẽ không làm khó ngươi và cô gái này. Đúng là gan hổ nó lớn thật, còn dám đưa ra điều kiện như này với Mộc Ly. Mộc Ly chỉ nói một câu, mơ đi. Lão ta cầm thanh kiếm đã gãy làm đôi chỉ về phía Mộc Ly. Tốt thôi, ai muốn thần dược thì xông lên cho ta. Một đám người nghe thế thì lòng tham nổi lên, quên mất là mình đang đánh với ai. Chỉ trong 2 giây, Mộc Ly đã xử đẹp bọn chúng. Lại thêm một đám người nữa cùng xông vào, Mộc Ly lại hô tên, Trương Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhanh chóng xuất hiện và đánh lén từ phía sau trưởng lão. Lão hổ bay lên đòi Mộc Ly giao thần dược ra. Mộc Ly nhanh chóng xử lý đám tôm tép rồi nhanh như chớp qua cứu Giai Kỳ thoát khỏi bàn tay của lão ta. Lão hổ lại chế giễu, đường đường là Kinh Châu Mục mà chỉ biết tránh né thôi sao? Nhưng không còn cách nào khác, trước mắt phải bảo vệ an toàn cho Giai Kỳ trước đã. Cậu vội vàng bế Giai Kỳ chạy vào vườn thuốc. Nhưng lão hổ vẫn không hề muốn bỏ qua, lão ta nhanh chóng đuổi theo và ra tay rất mạnh. Dám đoạt người từ tay bổn thánh, quá ngạo mạn rồi đấy. Nhìn thấy lão ta sắp ra tay, nếu Giai Kỳ trúng một đòn của lão ta thì không thể sống nổi. Cậu đành dùng tấm thân của mình, cố gắng hết sức chống cự lại với một chưởng xuyên thấu tim gan của lão ta. Cũng may trước khi ngã xuống, Mộc Ly đã kịp thời bước vào bên trong khu vườn. Nhìn thấy Mộc Ly đã bị thương nặng, lão già yêu quái ra lệnh tiêu diệt những người ở đây. Trong lúc mọi người đang lao vào chém giết thì tên tóc đỏ lại lặng lẽ rời đi. Lão hổ thấy thế thì liền hỏi, tại sao ngươi không ra tay? Tên tóc đỏ đáp, vì bảo vật mà lại dùng thân bằng hảo hữu của kẻ khác để uy hiếp. Đúng là hành vi hèn hạ, Triệu Mỗ khinh bỉ. Lão ta tức giận, nắm chặt tay. Ý ngươi nói là ta đê tiện. Một ông tóc dài khác nhanh chóng chạy đến tạ lỗi. Hồ Thánh đại nhân, ta là trưởng lão Tiêu Giao Cốc. Đại đồ đệ của bổn ẩn môn hơi bướng bỉnh, mong ngài tha cho nó. Tên tóc đỏ vẫn không cảm thấy bản thân đã nói sai, anh ta tiếp tục nói. Đường đường là chí cường võ thánh, vậy mà giở trò hèn hạ, ngươi không xứng được kính trọng. Còn ẩn môn cùng một ruột, một đám tiểu nhân. Bị sỉ nhục, lão hổ tung chiêu chí mạng về phía tên tóc đỏ. Tên tóc đỏ bị đánh trọng thương và bị đám người tà ma coi như là người của võ minh mà bắt. Mộc Ly lúc này đã bất tỉnh,
Giai Kỳ cố gọi cậu tỉnh lại nhưng cậu ta vẫn nằm bất động. Giai Kỳ lại khóc lóc, thề rằng từ nay trở đi sẽ học đàng hoàng, sống một cuộc sống bình thường, không gây rắc rối cho cậu nữa. Nghe Giai Kỳ nói thế thì Mộc Ly mới từ từ mở mắt. Thấy Mộc Ly đã tỉnh lại, Giai Kỳ vui mừng ôm lấy cậu và không ngừng xin lỗi. Đám người phía ngoài vẫn không ngừng đe dọa. Kinh Châu Mục, nếu ngươi đã tỉnh thì đưa hết thần dược bên trong ra ngoài cho ta. Nếu không ta sẽ ra tay với người của Võ Minh. Mộc Ly thấy hắn ta không khác gì quân ăn cướp, nhưng bây giờ cậu lại đang bị thương nên phải dùng kế hoãn binh. Vội cái gì, Hồ Thánh đại nhân ra tay nặng như vậy, ngươi nghĩ ta còn có thể đứng dậy được sao? Thấy Mộc Ly như kẻ sắp chết, lão Hồ cũng tỏ ra nhân từ cho Mộc Ly 2 tiếng để trị thương. Mà lão không biết rằng, lão sẽ phải hối hận vì 2 tiếng này. Nhân lúc đó, trưởng lão Hạo Nhiên lại nhắm vào Linh Nhi và Hứa Lương, và cả Tiểu Bất Điểm nữa. Lão ta dùng danh nghĩa tông chủ, xin hai người đó về vì bọn họ có tác dụng rất lớn với tông môn của ông ta. Lão Hồ ngay lập tức đồng ý, nhưng một giọng nói khác lại vang lên. Khoan đã, cô gái áo xanh xuất hiện. Cô gái kia là đệ tử mà bổn nội tông đã định, ông không được động vào cô ta. Lão ta thờ ơ. Sao cơ? Đệ tử nội định ư? Cô gái lại đáp. Đúng vậy, cô ta tư chất thông tuệ. Chúng tôi chỉ cần cô ta, còn lại chúng tôi có thể từ bỏ. Trong lòng cô ta hiểu rõ, Mộc Ly không giống người bình thường, không thể kết oán với cậu ta. Bây giờ bảo vệ được người nào hay người đó thôi. Lão ta vốn dĩ chỉ nhắm vào Tiểu Bất Điểm trong tay Linh Nhi, nên lão ta chỉ cần Tiểu Bất Điểm. Còn Linh Nhi có thể giao cho cô gái kia. Mọi người ai cũng muốn có một người của Võ Minh. Người của Tiêu Giao Cốc thì muốn có được Hoàng Phủ Vân. Thần Toán Môn thì lại muốn đại đao độc tí đao khách. Lão yêu quái thì không tranh giành gì. Lão ta chỉ muốn giết người làm thú vui. Cái tên phế vật tóc vàng bị Mộc Ly đánh cho tàn phế, vẫn còn ham muốn phụ nữ. Hắn thầm nghĩ, nữ nhân của Mộc Ly, hắn phải chơi cho đã thì mới giải được nỗi hận trong lòng. Nhưng không biết hắn ta có phước để tận hưởng không. Ở một cảnh quay khác, tại một khu rừng nhỏ, à đàn bà Tuệ Phương nhanh chóng nhận được tin báo, à ta vội báo lại cho tên công tử Bột. Kinh Châu Mục bị Chí Cường Võ Thánh làm trọng thương, bây giờ đang núp trong vườn thuốc, có thể sẽ chết. Tên công tử tỏ ra không bất ngờ gì, hắn làm việc huy hạnh hoang vô kỵ, gặp khó khăn cũng đương nhiên thôi. Nhưng người ta nhắm chúng, phàm nhân chưa ai có tư cách quyết định sống chết của hắn. Nhưng tên này cũng rất là thâm sâu, hắn ta không lập tức đi cứu Mộc Ly, mà hắn ta lại đi tìm truyền thừa của Huyền Thiên Tâm trước, đợi cho Mộc Ly rơi vào tuyệt vọng rồi mới đi cứu cậu ta. Trong vườn thuốc, Mộc Ly đang cố trị thương. Cậu cảm nhận được trong vườn thuốc này tràn đầy linh khí, có thể đột phá khí hậu kỳ ở đây. Trước sự lo lắng của Giai Kỳ, Mộc Ly vẫn giả vờ là bản thân vẫn chưa hồi phục. Cậu muốn người ngoài kia hiểu nhầm rằng cậu vẫn đang bị thương rất nặng. Nhưng Mộc Ly lại ra ám hiệu cho Tiểu Bạch là cậu đang dần khỏe lại. Nghe Mộc Ly nói thế, Tiểu Bạch vui mừng, chờ đợi xem kết cục của đám người độc ác ngoài kia. Lão Hổ nhanh chóng đi đến và giục Mộc Ly, mau đem thần dược ra cho ông ta. Mộc Ly lại tiếp tục giả vờ. Hồ Thánh đại nhân, đừng đùa nữa, tôi đã không đứng dậy được, làm sao mà đưa thuốc cho ông đây. Nói xong cậu cầm thảo dược lên và cắn. Lão Hổ thấy thế thì vội nói. Cậu làm gì vậy, không muốn người bên ngoài sống nữa à? Ăn xong, cậu giả vờ đứng dậy một cách khó khăn. Cứ trị liệu thế này thì đến bao giờ mới đứng dậy được? Hai loại thảo dược này cũng chỉ có chút hiệu quả như vậy. Mộc Ly đang cố để ông ta tức giận, lúc đó sẽ sinh linh khí để cậu luyện khí đại viên mãn. Không ngoài dự đoán, lão ta thấy Mộc Ly ăn bao nhiêu là thảo dược thì tức không nhịn nổi, liền hét lên. Đủ rồi, không được ăn nữa, cậu còn dám ăn thêm một cây, thì tôi sẽ giết hai người. Mộc Ly đã đạt được mục đích thì từ tốn nói, không ăn thì không ăn. Sau đó cậu tranh thủ nguồn linh khí này mà tu luyện. Chỉ một lúc sau cậu đã luyện thành công. Vô cấu thánh nhân thể của cậu cũng đang có hiện tượng nới lỏng và bắt đầu tự vận hành linh khí với trời đất. Nhìn thấy Mộc Ly đã khỏe lại, lão Hổ lại tiếp tục giục cậu đưa thảo dược cho ông ta. Nhưng ông ta không biết rằng thứ chờ đợi ông ta không còn là thảo dược mà sẽ là cái chết. Tập phim ngày hôm nay đến đây thôi, tập sau sẽ còn hấp dẫn hơn. Các bạn nhớ theo dõi nhé. Kết thúc video ngày hôm nay, để xem phần tiếp theo thì bạn hãy bấm vào kênh Triệu Gia, chọn danh sách phát để xem tập mới nha. Đừng quên đăng ký kênh để đón chờ nhiều video review hay sắp tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.